Chào Thánh của Chúa, chúc của Thánh của Chúa một tuần mới tuyệt vời, một tuần mới hạnh vui mừng và trở về nhà của Chúa. Chúng ta là con của Chúa, cùng là con của một cha, và trong ngày Chúa Jesus Christ chúng ta là anh em với nhau. Và hội thánh này là một gia đình, chúng ta không đơn giản chỉ là đến nhà của Chúa mà chúng ta đang đến nhà của chúng ta, bởi vì nhà của Chúa chính là nhà của chúng ta, vì chúng ta là con của Chúa. Quý vị đồng ý không ạ? Hay nói người bên cạnh là bạn đang ở nhà của bạn đấy. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ở trong nhà chúng ta. Con vẫn còn nhớ ngày mà con đi Indo, sáng thứ hai đi và cuối tuần thì về. Thì đi Indo đúng một tuần, và một tuần đó khi mình đi về á, mình rất là nhớ mẹ. Mình tưởng tượng là khi mình về là mẹ mình sẽ chào đón mình như thế nào đây, ông mình sẽ chào đón mình sẽ như nào đây, các em của mình sẽ chờ đợi mình về và mình sẽ tặng quà nó như thế nào đây. Con nhớ là cái lúc đấy xuống máy bay Sài Gòn, xuống máy bay Tân Sơn Nhất, ngay lập tức thầy Bắc gọi điện cho vợ thầy luôn. Thầy nói chuyện là em hả, anh đang ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi, 3 tiếng nữa là về đến nhà thôi. Đó là vợ thầy đưa điện thoại cho các con, thầy bắt đầu nó réo lên là bố sắp về rồi, bố sắp về rồi. Cái sự hạnh phúc, cái sự chờ đợi người bố về nó rất là lớn trong cái lòng của đứa con. Nó háo hức và nó vui mừng vì sau một tuần bố rời xa nhà và sẽ trở về, và cũng một tuần rồi chúng ta mới được gặp nhau. Amen không ạ? Một tuần rồi chúng ta mới được gặp nhau. Hãy đến đây với tình yêu thương, hãy đến đây với sự chào đón nhau. Amen không ạ? Quý vị có yêu Thánh Timôthê không? Tất cả chúng ta đều yêu của Thánh Timôthê. Cảm ơn Chúa. Vậy cái tình yêu là gì? Tình yêu là một lý muôn thuở. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, thì con muốn chia sẻ với chủ đề là tình yêu, và cái tình yêu mà chúng ta cần có trong hội thánh nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ học với nhau trong câu kinh thánh sách Roma chương 5. Roma từ chương 5 câu 6 đến câu 8. Và chúng ta sẽ không đọc lớn tiếng ba câu này, chúng ta sẽ tự mình đọc thầm ba câu này trong lòng, chúng ta sẽ không đọc lớn tiếng, tự mình đọc thầm. Mọi người bí, con xin phép cầu nguyện. Cảm ơn Chúa chúng con, cảm ơn Chúa vì chúng con được may mắn được ở trong nhà của Chúa, được nhận lãnh được tình yêu thương của Chúa, được biết về sự cứu chuộc của Ngài. Chúa, chúng con đã nhẽ sinh ra để chết, nhưng chính Chúa chết thay chúng con để chúng con được sống. Chúa Ngài đến giờ phút này, Thánh của Chúa vận hành và lời Chúa được ban ra cho chúng con có thể hiểu được. Chúa Ngài dạy dỗ chúng con ngày giờ phút này, và chúng con thành kính những sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 3 ngày trước thì là ngày Valentine, là ngày của tình yêu, của những cặp đôi nữa yêu nhau. Và chúng ta thì đang sống trong một mùa xuân, và mùa xuân thì được gọi là mùa của tình yêu. Bởi vì mùa xuân ấy, không khí nó không rét quá, nó không rét nữa, mà chúng ta phải co ro, phải mặc rất nhiều áo. Nó cũng không nóng quá đến mức chúng ta phải bật điều hòa, phải chảy mồ hôi. Nó rất nhẹ nhàng, nó rất thơ mộng và thanh bình. Cái màu của mùa xuân ấy, nó còn có cả hương hoa quả chín này, tiếng chim này. Ở vùng quê thì nó có rất nhiều các loài hoa, cái ruộng hoa nó trồng nó nở rất nhiều, và nó có mùi hương thơm rất là phất. Và người ta nghiên cứu rằng là trong cái mùa xuân ấy, thì trái tim con người, ngũ giác của con người sẽ dễ dàng rung động, sẽ dễ dàng cảm nhận những thứ ở xung quanh. Nên là mùa xuân ấy, khiến cho người ta có nhiều cảm xúc hơn, và người mùa xuân khiến người ta dễ yêu thương hơn. Hội Thánh Chúa, anh chị em có muốn được yêu không? Nhưng mà Chúa nói là nếu em muốn được yêu thì hãy yêu người khác trước. Muốn người khác làm gì cho mình
thì hãy làm điều đó cho người khác trước. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành một cái việc rất là nhỏ, đó là hãy nói với người bên cạnh mình là tôi yêu bạn lắm, tôi yêu anh, tôi yêu chị lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái điều này. Vì trong cái mùa xuân yêu thương này, chúng ta hãy thể hiện tình yêu với nhau. Hãy nói lời yêu thương. Cảm ơn Chúa, thì tôi cũng rất yêu Thánh Timothy, rất yêu bác Tâm, rất yêu chú Dũng, rất yêu bác Nhật và yêu tất cả anh em. Xin gửi lời yêu thương nhất dành cho tất cả anh em trong Thánh Timothy, cho quý vị, cho toàn thể quý con cái Chúa. Khi mà chúng ta thực hành yêu thì chúng ta thấy rằng nói yêu có khó mà. Nói yêu có khó mà. Trên thực tế thì nói yêu lần đầu tiên với người quan trọng nhất cuộc đời thì việc này rất là khó làm. Một người đàn ông có thể rất là mạnh mẽ, có thể ăn to nói lớn, nhưng mà khi tỏ tình với người mình yêu ấy, đặc biệt là tỏ tình những lần đầu tiên ấy, thì dường như cái từ yêu ấy nó đè cho đến ngạt thở, không thể thổ lộ được cái tình yêu. Thế là cho nên là nó có cái nhiều bài hát là giá như anh nhiệt tình ngỏ lời thì đã không mất em. Bởi vì cái từ yêu ấy nó xuất phát từ trái tim chân thật ấy, nó xuất phát từ sự rung động thật từ con tim ấy, thì nó rất khó để phát ra. Nó rất khó để phát ra. Nhưng ngược lại, nếu nó dễ phát ra thì nó sẽ mang một cái màu sắc ngược lại. Tôi sẽ kể một câu chuyện như thế này. Là vào đêm giao thừa năm 2014 thì có đứng ở bờ hồ Tam Bạc Hải Phòng mình để xem bắn pháo hoa. Thì lúc đấy là sắp đến giờ bắn rồi, chỉ còn vài tích tắc nữa là pháo hoa sẽ bắn lên và tất cả mọi người yên lặng. Tất cả mọi người để cho không gian nó tĩnh lặng chờ đợi cái giây phút giao thừa. Đến khi mà pháo bắn một phát thì là mọi người bắt đầu reo mừng. Pháo bắn thì mọi người gào lên và chúc mừng nhau năm mới. Thì có một cái anh chàng đó, anh ấy đứng cách xa con đoạn này thì anh ấy có cái điện thoại gọi đến, anh ấy rút máy lên bắt đầu nghe alo, nhưng mà người ta dò hò reo lớn quá nên anh ta không nghe được cái tiếng trong điện thoại nó như nào. Thì anh ta bật cái loa ngoài lên và anh ta chạy về phía con, bởi vì phía con là nó ít người, nó không có đông người, nó tiếng ổn nó đỡ hơn. Bắt đầu anh ta bắt đầu nghe alo, thì trong cái điện thoại nó phát ra là anh ơi, anh nói yêu em đi, bây giờ giao thừa rồi, anh yêu em đi. Thế cái chàng trai ngọc thì anh yêu em. Thế xong rồi con gái nói thì anh ơi, anh nói tháng sau thì cưới em đi, anh hứa đi. Cái thằng này, thế ông này bảo bây giờ pháo hoa đang bắn anh không nghe gì đâu. Thế nên là có một cái cậu bạn, cậu đứng ở gần những người đấy, cậu nói rằng mày hứa cho nó một câu đi, mày cúp máy đi, sốt ruột quá. Thật ra trên thực tế, nếu như một cái người thanh niên kia mà yêu cô gái thật, yêu cô gái thật ấy, thì nghĩ rằng là đáng nhẽ ra cái giây phút giao thừa là phải ở bên cô ấy mới đúng. Nếu như không ở bên cạnh ấy, thì cũng phải là người đàn ông ấy phải gọi điện đi mới là đúng. Hoặc là nếu như có nhận được điện thoại rồi ấy, thì cũng nên thành ý hơn, thành khẩn hơn một chút nữa. Nhưng mà cái từ yêu nó phát ra một cách dễ dàng quá, thì nó dường như cái sự thật lòng ấy, cái sự chân thành ấy, nó không là bao nhiêu. Vừa lấy có ai nói yêu mà nói yêu hời hợt quá không? Nói yêu nhanh quá không? Yêu rung động lắm. Bởi vì khi mà yêu ấy thì nó phải là ngập ngừng, nó phải e thẹn, và đó là bản năng của tình yêu. Nhưng khi mà gần gũi nhau nhiều rồi thì cái từ yêu nó trở lên nó thân thuộc đi, trở lên nó gần gũi hơn. Cho nên tình yêu, nên là chúng ta nói yêu ta không cảm thấy mất sức lắm, đúng không? Chúng ta không cảm thấy mệt mỏi lắm, không cảm thấy lặng nhọc lắm.
nhưng thực tế là cái tình yêu sâu đậm nhất nó vẫn phải là một cái, nó vẫn phải là một cái gì đó khó để nói ra, khó để nói ra mới là đúng. Đấy mới là cái mức độ cao cao của tình yêu một chút. Lời yêu đấy mà nói ở trên cái môi miệng của người nào mà có tật nói lắm ấy, cái người nào mà có tật nói lắm thì có khả năng là khi mà tỏ tình ấy, khi mà nói yêu thì nhiều người sẽ tin hơn, sẽ đáng tin hơn, bởi vì họ nói lắm mà họ nói ấp úng thì người ta nghĩ rằng thằng này nó nói như thế có nghĩa là nó đang nói thật lòng. Chứ còn nói yêu mà nói dứt khoát, mà nói rõ ràng rõ ràng là anh em mà hét to lên được thì chưa chắc, nhưng mà nói nó phải ngập ngừng, nó phải nhỏ bé, nó phải thỏ thẻ thì đó mới là tình yêu. Nhưng mà cho nên là nói lắp nó cũng là một cái nghệ thuật, cho nên là nói lắp nó cũng là một nghệ thuật. Nhưng mà ngược lại người nào mà nói lắp thì cãi nhau thì sẽ bị thiệt thòi. Vì có một chân lý là như thế này: chúng ta nói yêu thì rất khó, nói yêu thì dễ ngập ngừng, nói yêu thì dễ vấp, nhưng chửi nhau thì không bao giờ. Chửi nhau chửi rất to, chửi nhau thì rất to. Thế nên là cái người nào mà suốt ngày nói yêu ấy, mà dễ dàng nói yêu ấy, thì nó được liệt vào một cái hình thức là nói để lấy lòng người khác thôi, chứ chưa chắc là đã yêu. Cho nên là nếu như mà trong quá trình nói lời yêu thương mà tôi cũng như anh chị em đã ai nói không thật lòng thì xin người đối phương tha thứ. Nói yêu rất khó nhưng để cãi lộn rất dễ, và nếu chúng ta đã nói yêu rồi thì đừng bao giờ nói lời tổn thương cho người khác. Bởi vì yêu đã vốn dĩ rất là khó rồi, nhưng nếu ta gây tổn thương, gây bất hòa và làm mối quan hệ bị sụp đổ, làm mối quan hệ nó bị vấn đề, thì để quay lại cái chữ yêu ban đầu nó còn khó gấp nhiều lần hơn nữa, khó hơn rất là nhiều lần. Và cái người mà gọi là có cái khả năng ngôn ngữ tốt ấy, thì các cụ người ta gọi là người mồm năm mép mười, tức là họ rất dễ dàng nói ra những gì người khác cảm thấy rất là khó nói. Cái người mồm năm mép mười là cái người mà đi cãi nhau ấy là người khác có thể thuê họ để cãi nhau được, thuê họ để chửi nhau được, bởi vì cái người mồm năm mép mười là một cái người rất là linh hoạt trong lời nói, rất là linh hoạt trong ngôn ngữ. Thế nhưng mà Chúa không tạo cho chúng ta 5 cái mồm, không tạo ra mấy mép, mà Chúa chỉ tạo chúng ta ở đây tôi nhìn thấy chỉ có một cái mồm và 2 mép thôi. Cảm ơn Chúa thì chúng ta sẽ sống bằng trái tim chứ không sống bằng môi miệng. Chúng ta đồng ý không ạ? Và chúng ta biết rằng là có một cái mồm thôi, nhưng ta lại có 2 đôi mắt, 2 con mắt, có 2 cái tai, ta có 2 cái tay, 2 cái chân. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là Chúa muốn chúng ta nói yêu, nhưng Chúa muốn còn hành động yêu thương ấy, gấp đôi điều đó, gấp đôi những gì chúng ta đã nói. Chúng ta đồng ý không ạ? Đã nói yêu nhưng mà hành động yêu hãy gấp đôi cái điều mình nói. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Bây giờ là tôi mời Hội Thánh Chúa đứng lên và chúng ta sẽ thực hành hành động yêu thương. Chúng ta sẽ hành động yêu thương. Bây giờ chúng ta mới nói yêu rồi, bây giờ chúng ta không cần phải nói yêu nữa, chúng ta thực hành hành động yêu thương không? Hãy trao nhau ánh mắt chiều mến này, hãy bắt tay và có thể ôm nhau nếu có thể. Ôm nhau nếu có thể. Và nếu như ai có lỗi với nhau hãy tha thứ. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì yêu mà Đức Chúa Trời đã tạo nên thế gian, vì yêu mà Đức Chúa Trời tạo nên con người và đặt vào trong thế gian, vì yêu mà khi con người phạm tội phản bội Đức Chúa Trời không hủy diệt loài người, vì yêu mà khi loài người xa cách Đức Chúa Trời đáng nhẽ phải chết thì Chúa Ngài chết thay cho con người, và vì yêu mà chúng ta được cứu, được ngồi tại đây. Cảm ơn Chúa vì tất cả chúng ta là kết quả của tình yêu thương. Amen. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa lớn thay cho chúng ta. Khi ngày mới đầu ta tin Chúa, ta sẽ biết ngay rằng là vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi ban con một của Ngài. Chúa yêu chúng ta nên ta được cứu. Và trong câu Roma chương 5 này, ở đây chép rất rõ ràng là đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Ở đây là tình yêu thương. Câu sau: thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính hoặc hoàn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Câu nữa là: nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Ở đây Thánh đồ Phaolô viết rất rõ, đọc thì rất dễ hiểu, nhưng mà để cảm nhận thì nó phải là một mục trước, phải là một mục trước. Bởi vì đang khi chúng ta là người có tội thì Chúa bằng lòng chết thay chúng ta. Họa hoàn lắm mới có người chết thay cho kẻ công bình, huống chi mà chết thay cho người có tội. Trong lịch sử của nhân loại chưa từng có ai chết thay cho ai. Trong lịch sử của Việt Nam có duy nhất Lê Lai chết thay cho Lê Lợi. Nhưng mà ông Lê Lai, ông chết thay cho Lê Lợi có thể là một phần là vì ông yêu thương ông Lê Lợi. Nhưng ông Lê Lai chết thay cho Lê Lợi 80% cái sự chết thay ấy là chết thay vì đất nước, vì giải phóng dân tộc, vì để cho ông Lê Lợi sống thì sau này ông Lê Lợi ông sẽ nuôi trí để giải cứu đất nước. Còn trong lịch sử chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng chết thay cho chúng ta. Và trong tất cả các loại tôn giáo, trong tất cả các hình thức tôn giáo và đạo giáo, chưa có đạo nào nói rằng yêu và chết thay. Đây là cái tình yêu của sự chết thay được lặp đi lặp lại xuyên suốt cả Kinh Thánh. Và để cảm nhận được điều này, chúng ta sẽ nhớ lại cái lần trước mà con có giảng về người Samari nhân lành, là có một người bị cướp hết tài sản rồi và còn bị đánh đập gần chết nữa. Trong cái phim dựng lại ấy, thì cái bọn cướp ấy, nó cướp luôn cả áo và quần áo của cái người này, khiến cho người này gần như là trần truồng và nằm gần chết bên vỉa đường. Nhưng người Samari nhân lành đi qua để cứu cái người Do Thái này. Về trên thực tế người ta vẫn biết là người Do Thái và người Samari là ghét nhau để vượt qua sự ghét mà đến cái mức độ là bình thường là không ghét, nó đã là một cái khoảng cách khó rồi, và vượt từ cái sự bình thường đến sự yêu là một khó nữa. Và cái tình yêu của người Samari nhân lành này đó lại là yêu và hy sinh. Người đang đi buôn bán, người đang đi làm ăn, họ bất chấp cái thời gian làm ăn của mình, bỏ tiền vào của mình. Và một điều đặc biệt nữa là cái người Do Thái này được người Samari cứu ấy, là trong lúc người Do Thái này bất tỉnh nhân sự, người Do Thái này là bất tỉnh không biết gì, nhưng người Samari vẫn âm thầm cứu giúp người này. Đây là điều rất khó làm. Bởi chúng ta ghét một người đấy, ghét một người ta đã không muốn gặp rồi, nhưng mà đây là ông ấy vượt từ ghét, ông ấy lao đến và bắt đầu từ cái chỗ đấy ông yêu và yêu, và ông bắt đầu hy sinh, nhưng ông hy sinh trong thầm lặng. Và cái câu Kinh Thánh này cũng vậy. Ở đây chúng ta nhìn cái cụm từ đó, nhìn câu từ là: nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài với chúng ta. Ngài bày tỏ tình yêu thương này chúng ta, Ngài không hiện ra và nói với chúng ta là ta yêu con rất nhiều. Ngài không sai thiên sứ của Ngài hiện đến, hay là Ngài cũng không đích thân hiện ra và nói là ta yêu con, mà Chúa làm một cách âm thầm
làm một cách âm thầm, đang khi chúng ta còn là tội nhân đáng ra phải chết, còn là kẻ thù nghịch với Đức Trời, thì Chúa Ngài âm thầm chết thay chúng ta, mặc dù chúng ta không biết gì cả, mặc dù chúng ta có thể sẽ không báo trả được tình yêu của Ngài, nhưng Ngài vẫn chết thay chúng ta. Đó là một tình yêu vô cùng lớn, là một tình yêu vô cùng lớn. Bởi vì nếu như ngươi mất linh hồn mình thì lấy gì mà chuộc lại. Đây là một tình yêu vô cùng lớn, đức hy sinh của Chúa, lòng nhân từ và cứu rỗi của Chúa là phúc âm duy nhất để chúng ta bám lấy Chúa, để chúng ta bám một thân, để chúng ta có thể làm chứng về Chúa. Hãy cảm ơn Chúa về tình yêu này, hãy dâng Chúa một tràng vỗ tay không ạ? Và cái câu chuyện về Samri nhân lành ấy, thì Chúa Giêsu muốn hướng tình yêu về sự cứu rỗi. Và một câu hỏi mà con muốn đặt ra là, quý vị hội thánh, quý tôi tớ con cái Chúa, quý vị có yêu người chưa tin Chúa không? Quý vị có yêu tội nhân không? Chúa muốn dùng cái hình ảnh của người Samri nhân lành ấy để dạy chúng ta. Chúa muốn dùng cái hình ảnh người Samri nhân lành để dạy chúng ta, chúng ta hãy yêu tội nhân như cách người Samri nhân lành yêu. Ngày xưa chúng ta cũng thế thôi. Khi chúng ta đang có tội, đang không biết Chúa và đang trên con đường giống như nhân loại trở về với địa ngục, thì đã có những mục sư đi trước, những người truyền đạo và những người hầu Chúa trước, những hội thánh trước chúng ta, thời điểm chúng ta trước đó, họ đã âm thầm cầu nguyện chúng ta. Chúng ta không biết mà thôi. Khi chúng ta bắt đầu tin Chúa, sẽ có những người đến chăm sóc đức tin cho chúng ta. Thậm chí có những người phải bỏ tiền túi ra, xong rồi bị người khác nói, bị người khác giao cho cái việc là nó theo đạo, có tiền đạo chu cấp như ra, sẽ không phải chịu rất nhiều cay đắng trong sự âm thầm, trong sự hy sinh đó để chúng ta được cứu ngày hôm nay. Và một câu hỏi đặt ra là, chúng ta có yêu thương tội nhân hay không? Chúng ta có yêu thương người tin Chúa hay chưa tin Chúa hay không? Bởi vì từ sáng giờ đấy, chúng ta thực hành, nhưng mà ta là yêu người thánh rồi. Câu Kinh Thánh từ mà Matthew chương 5 câu 44 đến câu 47. Xong ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt với các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có được gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình thôi, thì có hơn ai người ngoại há chẳng làm được sao? Câu này rất là thâm thúy, câu này cực kỳ sâu sắc. Câu này đoạn trước Chúa Giêsu dạy là hãy yêu kẻ thù mình. Hãy yêu kẻ thù mình. Bởi vì thực chất ra trước đây chúng ta cũng là kẻ thù của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng Chúa vẫn yêu và chết thay chúng ta. Và Chúa dạy là hãy yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Bởi vì nếu các ngươi chỉ yêu người yêu mình thì chẳng có gì đáng khen cả. Người không tin Chúa, người không theo đạo cũng làm được điều đó. Điều Chúa Giêsu dạy đây là như vậy. Tất cả chúng ta đều đến đây và yêu Chúa, đến đây và yêu hội thánh Timothée này và trao tình cảm với nhau. Nhưng hãy yêu người chưa tin Chúa nữa. Hãy bắt chước hành động của người Samri nhân lành. Nếu chúng ta chưa thể hy sinh một điều gì, chưa thể bỏ tiền bạc, chưa thể bỏ thời gian được, hãy dâng cho họ lời cầu nguyện.
Mọi người đồng ý không ạ? Ngay giờ phút này chúng ta sẽ thực hành điều này và chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ thực hành với nhau. Chúng ta sẽ dành một phút trong cuộc đời mình tại đây, ngay giờ phút này, để cầu nguyện cho người chưa tin Chúa, và chúng ta nhớ về ai trong gia đình, trong người thân tộc, trong làng xóm của mình, nhớ tên họ, hãy gọi tên họ trong sự cầu nguyện. Ngay giờ phút này chúng ta sẽ cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Xin mời hiệp ý với tôi sự cùng. Cảm ơn Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa để chúng con khao khát được yêu. Và ngày hôm nay chúng con biết rằng Chúa đã yêu chúng con rất nhiều. Cảm ơn Chúa vì Ngài dùng hết sức toàn năng của Ngài để yêu chúng con. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay và ngày mai cho đến muôn đời, tình yêu Chúa dành chúng con không thể lớn hơn được nữa, bởi vì Ngài đã dành chúng con tình yêu lớn nhất rồi. Cảm ơn Chúa vì điều tuyệt vời này. Xin Chúa Ngài giúp chúng con nhận biết rằng Chúa cũng yêu người chưa tin Ngài, người chưa biết về Ngài bằng tình yêu mà Chúa đang dành cho chúng con. Chúa Ngài yêu kẻ lành, người ác bằng nhau. Chúa Ngài yêu kẻ xấu, kẻ tội nhân cũng như người công chính bằng nhau. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp chúng con, vì chúng con chỉ yêu nhau thôi, có đáng gì đâu. Xin giúp chúng con yêu kẻ bắt bớ chúng con, yêu kẻ chưa tin Chúa, yêu kẻ còn đang thù nghịch với Đức Chúa Trời giống như Ngài đang yêu. Chúa xin đến trên đời sống của chúng con, xin đến trên hội thánh này, xin cho tấm lòng của chúng con được rạn vỡ ra, để cho anh em chúng con về nhà nghĩ cách nào đó chúng con sẽ hy sinh một phần gì đó cho cuộc đời của mình, để có thể mang đến tình yêu cho người chưa tin Ngài. Chúa ơi, nếu bằng không chẳng được thì Chúa Ngài giúp anh em con biết cầu nguyện, biết nhớ tên những người chưa tin Ngài và nhắc tên họ trong sự cầu nguyện. Chúa xin Ngài đến trên đời sống của anh em chúng con thật nhiều. Chúng con dâng một thánh này xin cho Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Và xin chúc một thánh Chúa một tuần tốt lành.